Bộ Công Thương đang tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp ngành hồ tiêu tăng tốc xuất khẩu. Hiện các địa phương vùng Tây Nguyên đã vào chính vụ thu hoạch hồ tiêu, tại một số nơi ở Đắk Nông đã thu hoạch gần xong nên nguồn cung khá dồi dào. Giá hạt tiêu đen tăng từ 500 đến 1.500 đồng 1 kg so với cùng thời điểm tháng trước. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thì vụ mùa năm 2022 do thời tiết không thuận lợi, sản lượng hồ tiêu dự kiến tiếp tục giảm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu tăng 3% so với năm ngoái, tạo nên lợi thế đặc biệt cho xuất khẩu hồ tiêu thời gian tới.